Xin chào, có ba chuyên gia thám hiểm hang động cùng nhau vào một hang động để khám phá. Đây là hang động dài nhất và sâu nhất ở Đức. Mặc dù họ có kinh nghiệm phong phú nhưng một vụ tai nạn đã xảy ra với họ cách cửa hang 1.000 mét. Chiến dịch giải cứu trong lịch sử đã bắt đầu. Liệu những người bị mắc kẹt có thể được giải cứu suôn sẻ hay không? Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện này. Câu chuyện diễn ra ở Bavaria, một bang ở phía đông nam nước Đức. Bavaria còn được gọi là Bayern, là khu vực lớn nhất ở Đức. Bang đông dân thứ hai giáp Cộng hòa Séc ở phía đông và giáp Áo. Ẩn mình trong dãy núi Wenster ở biên giới Đức-Áo ở Bavaria là hang động dài nhất và sâu nhất ở Đức. Nó được gọi là hang Riesending. Nó là một hang động đá vôi được hình thành trong thời kỳ ven sông. Hang động này được phát hiện vào năm 1996. Lối vào được phát hiện trên đỉnh một ngọn núi có độ cao 1.843 mét. Sau nhiều lần thăm dò hang động, người ta thấy độ sâu thẳng đứng của khu vực lên tới 1.148 mét và chiều dài hơn 19,2 km. Địa hình bên trong hang động vô cùng phức tạp. Sau khi vào, trước tiên bạn sẽ đi qua một đoạn trục thẳng đứng dài 400 mét. Các nhà thám hiểm chỉ có thể sử dụng dây thừng và gai chân để từ từ đi xuống. Chiều cao của tháp Eiffel ở Paris từ mặt đất đến đỉnh là 324 mét. Điều này có nghĩa là độ sâu của hang Riesending lần đầu tiên phá vỡ kỷ lục cao hơn tháp Eiffel. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị tan nát. Vượt qua cái trục dài 400 mét này chỉ mới hoàn thành chặng đầu tiên. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đến một nhánh dài hơn một chút, các nhà thám hiểm có thể nghỉ ngơi ở đây một lúc. Khi họ đi càng xuống sâu hơn, họ sẽ phải vượt qua những địa hình phức tạp hơn. Một số nơi rất hẹp và phải bò để vượt qua. Một số nơi yên tĩnh và ẩm ướt. Người thám hiểm phải luôn chú ý. Nếu lỡ trượt chân trên đường trượt thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Điều nguy hiểm hơn nữa là trong hang có nhiều loại sỏi lớn nhỏ khác nhau ẩn giấu khắp nơi. Một khi bị những viên sỏi này rơi chúng sẽ rất nguy hiểm. Càng đi sâu vào hang thì càng cách xa mặt đất. Oxy trong hang cũng sẽ loãng hơn và nhiệt độ ngày càng thấp. Ở độ sâu 1 km trong hang Riesending, nhiệt độ không vượt quá 5 độ C. Người thám hiểm phải sử dụng túi ngủ và bếp nấu để giữ ấm. Nếu không họ sẽ không thể ở lại lâu. Tất cả những điều trên khiến hang Riesending trở thành hang động khó khám phá nhất ở Đức. Trong số ít chuyên gia đầu tiên phát hiện ra hang Riesending, có một chuyên gia hang động tên là Ulrich Meyer. 18 năm sau khi phát hiện ra hang động, người đàn ông 41 tuổi này đã tìm thấy đồng nghiệp của mình, Johann Westhauser, 52 tuổi, người đã cùng ông khám phá và phát hiện ra hang Riesending. Ngoài ra, họ còn tìm thấy Thomas Matham, 37 tuổi. Ba người này đều là những nhà thám hiểm hang động có kinh nghiệm. Họ quyết định vào hang Riesending một lần nữa với hy vọng khám phá được những khu vực chưa biết của hang động. Một ngày đẹp trời vào tháng 6 năm 2014, cả ba bắt đầu hành trình khám phá. Họ thường xuyên ghé thăm nhiều hang động lớn nhỏ khác nhau và có kinh nghiệm phong phú nên khá tự tin khi viết về chuyến đi này. Tiếp theo, chúng ta sẽ lùi thời gian về ngày 7 tháng 6 năm 2014. Ngày 7 tháng 6 năm 2014, đó là ngày thứ Bảy, buổi trưa, Westhauser 52 tuổi, Meyer 41 tuổi và Matham 37 tuổi đến hang Riesending ở biên giới Đức-Áo. Bọn họ dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài vài ngày. Lúc này họ đã mang theo đầy đủ trang thiết bị và lương thực để chuẩn bị vào hang. Tuy rằng hang rất khó và nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ đến đây và có thể nói địa hình bên trong họ biết rất rõ. Ba người họ đã leo thang thành công phần đầu tiên của trục vào, sau đó đến hành lang hẹp và quanh co. Khi leo lên họ cẩn thận từng bước và lấy ra dụng cụ đo của mình từ ba lô. Trong suốt hành trình, họ cũng đặt thức ăn, nước uống và các vật dụng khác trên các bệ khác nhau để giảm trọng lượng trên đường đi tiếp và chuẩn bị nghỉ ngơi trên đường về. Ba người leo núi từ trưa đến đêm và đến sáng sớm ngày hôm sau. Vì đều là cựu chiến binh nên họ rất nhanh chóng. Họ đã đến độ sâu thẳng đứng sâu nhất được biết đến của hang Riesending. Lúc này, vị trí của họ cách mặt đất hơn 1.000 mét. Họ quyết định tiếp tục tiến về phía trước và cố gắng khám phá khu vực chưa biết. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 6, đã hơn 10 giờ trôi qua kể từ khi họ vào hang. Ba người đi đến một ngã ba đâu đó trong hang. Ngã ba này dường như chưa từng được ai phát hiện ra trước đó nên rất hạnh phúc. Sau đó,
Họ đo địa hình gần đó và vẽ đường viền cơ bản. Ma Tham, một trong ba người, dự định tiếp tục khám phá sâu hơn. Trước mặt anh là một cái bục cao. Nếu anh muốn tiếp tục tiến về phía trước, anh phải dùng dây thừng để leo lên. Để hoàn thành hành động này, anh ấy không thể hoàn thành nó một mình nên một đối tác khác là Westhouse đã giúp Ma Tham kéo sợi dây và một thành viên khác là Mayer đang nghỉ ngơi cách đó không xa. Và anh ấy ở ngay phía sau Westhouse. Ma Tham nói hãy buông sợi dây ra. Khi Westhouse nghe thấy điều này, anh ấy định cúi đầu và buông sợi dây ra. Đột nhiên, Ma Tham nhìn thấy một mảnh sỏi từ trên cao rơi xuống. Ma Tham thấy vậy liền hét lên với Westhouse hãy cẩn thận với những tảng đá. Và ngay khi anh ta nói xong, Ma Tham nghe thấy một tiếng đá đập vào mũ bảo hiểm của Westhouse, tạo ra một tiếng động lớn. Đã quá muộn để nhắc nhở Westhouse. Sau khi bị đá đập vào, Westhouse ngã xuống đất. Hai người đồng đội gần như nhìn anh ta ngã. Lúc này tim họ như trùng xuống. Theo kiểm tra bằng mắt của Ma Tham, hòn đá rơi từ trên xuống ít nhất là 15 mét. Dưới tác dụng của gia tốc trọng lực, lực va chạm rất mạnh. Mayer gần như bay về phía Westhouse. Anh nhìn thấy Westhouse đang nằm trên mặt đất bất động và bất tỉnh. Mayer gần như ngã gục khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một hoặc hai phút sau, Mayer đặt Westhouse lên một tảng đá hơi bằng phẳng và Ma Tham cũng vội chạy tới giúp kiểm tra vết thương cho Westhouse. Anh nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm của Westhouse vì sợ di chuyển quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương. Tuy nhiên, chưa kịp cởi mũ bảo hiểm ra, máu từ dưới mũ đã chảy ra ở chóp. Sau khi cởi hẳn ra, Ma Tham và Mayer phát hiện hộp sọ của Westhouse không hề bị móc hay nứt, chỉ có một mảnh mũ bảo hiểm bị văng ra ngoài và da đầu bị chảy xước. Hiện tại vết thương của Westhouse đã được kiểm soát và không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên lúc này họ cũng không ở bệnh viện mà ở đâu đó trong một hang động sâu hơn 1.000 mét. Westhouse cần mạnh mẽ vượt qua. Ma Tham kéo chăn lên và để anh nằm trên đó. Mặc dù vết thương của Westhouse có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng nếu Mayer và Ma Tham không làm gì thì tình cảnh của Westhouse sẽ không lạc quan. Bởi vì ba người bọn họ cách cửa hang hơn 1.000 mét, chỉ có Mayer và Ma Tham thì không thể kéo Westhouse trở lại cửa hang. Mayer và Ma Tham định sẽ liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, lúc này nơi ở của bọn họ không có tín hiệu điện thoại di động. Lúc này ba người đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài và cũng không thể vươn sâu vào trong hang. Xung quanh họ chỉ có bóng tối vô tận và lạnh lẽo. Hiện tại, họ cũng chỉ còn lại khoảng 500ml nước. Nếu không nghĩ ra cách nào người đàn ông 52 tuổi này, Westhouse sẽ được chôn cất tại đây. Sau đó họ đã đưa ra quyết định kiên quyết. Mayer, người có thể trạng tốt hơn, chịu trách nhiệm trèo ra khỏi hang để tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Còn Ma Tham ở lại trong hang để chăm sóc của Westhouse. Lúc này, Mayer 41 tuổi đã khởi hành. Anh ta leo lên càng nhanh càng tốt để rời khỏi hang càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, việc tìm kiếm cứu hộ phải mất hơn 10 giờ mới đến được cửa hang với tốc độ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, anh ta không chỉ tiêu hao rất nhiều năng lượng thể chất mà còn gặp phải nhiều nguy hiểm khó lường. Tất cả đều phải do một mình anh ta gánh vác. Westhouse có thể sống sót hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Anh ta bắt đầu cuộc hành trình ra khỏi hang động một mình để cứu hai người bạn. Ma Tham, 37 tuổi, chịu trách nhiệm chăm sóc Westhouse bị thương. Westhouse đôi khi có ý thức và đôi khi bất tỉnh. Tình hình không lạc quan. Để duy trì ý chí của Westhouse, Ma Tham thỉnh thoảng hỏi anh ta một số câu hỏi toán học và ngâm nga những bài hát và kể chuyện cho Westhouse. Ma Tham hy vọng rằng điều này sẽ giúp Westhouse tỉnh táo lâu hơn. Điều này có thể cải thiện khả năng sống sót của anh ta. Nhưng phương pháp này rõ ràng cũng không thể kéo dài mãi. Không biết tương lai sẽ như nào dường như khiến hai người sợ hãi hơn cả bóng tối và cái lạnh trong hang động. Lúc này họ không biết Mayer có tiếp đất thành công và liên lạc với lực lượng cứu hộ hay không. Để tiết kiệm điện, Mát âm tắt hết đèn. Khung cảnh xung quanh lạ lùng đến lạ. Hơi thở lặng lẽ, nhịp tim và bất kỳ âm thanh tinh tế nào mà bình thường không được chú ý đều được khuếch đại vào thời điểm này. Ma Tham dựng một chiếc lều đơn giản với chăn, dây thừng và đá. Sau đó đặt Westhouse vào trong lều để giữ ấm. Mặc dù họ chỉ còn nước 500ml nước, nhưng Ma Tham không chút do dự rót ra. Đặt lên bếp đun nóng nhẹ rồi chườm nước nóng lên ngực Westhouse. Hai người ở trong hang động tối tăm không biết bao nhiêu giờ.
cuối cùng, một âm thanh và ánh sáng từ xa vọng đến. Ma Tham dụi mắt cẩn thận, họ nhìn thấy thứ xuất hiện trước mặt họ là một người đàn ông tên là Wood. Anh ta không đến đây để giải cứu mà là một nhà thám hiểm khác vào hang. Anh ta tình cờ đi đến nơi này và đụng phải hai người đang bị mắc kẹt. Khi mọi người nhìn thấy có người đi tới, Ma Tham đột nhiên đưa mắt nhìn. Mặt anh đỏ bừng, không thể kìm nén cảm xúc trong lòng nữa và khóc như một đứa trẻ. Sau khi hiểu được tình hình, Wood lập tức đưa cho Ma Tham thức ăn, nước uống và những vật dụng khác mà anh mang theo. Wood cũng ở lại giúp đỡ cùng. Đây là tia hy vọng đầu tiên của hai người. Đồng thời, Mayer không bao giờ dừng lại. Anh liều mạng leo lên và phải mất 12 tiếng đồng hồ. Anh gần như kiệt sức. Sau khi lấy lại sức lực, anh đã thành công leo lên được lối vào của cổng. Sau đó, anh chạy đến một túp lều trên núi gần đó để liên lạc với đội cứu hộ địa phương. Tuy nhiên, đội cứu hộ rất khó thực hiện việc giải cứu trong một hang động khó khăn như vậy. Sau đó, tin tức lan truyền rằng có người bị mắc kẹt trong hang Resending. Nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới và từ nhiều quốc gia đổ xô đến Đức để hỗ trợ cứu hộ. Một chiến dịch giải cứu quy mô lớn chính thức bắt đầu. Thời gian đến ngày 8 tháng 6 là ngày đầu tiên Westhouse bị mắc kẹt trong hang. Có 3 đội cứu hộ hang động, tổng cộng 11 người lên đường vào hang trước. Sau đó đội cứu hộ núi của Áo và Đức cũng đến Đức. Trực thăng của cảnh sát cũng đến đỉnh hang để hỗ trợ giải cứu. Mayer không dừng lại. Ông gọi nhiều chuyên gia hang động và nhờ họ đến Đức để hỗ trợ giải cứu. Càng nhiều người đến hang Resending, hy vọng sống sót của Westhouse càng lớn. Những người cứu hộ đầu tiên đã đến thành công địa điểm Ma Tham và Westhouse. Nhiệt độ trong khu vực chỉ có 3 hoặc 4 độ C. Những người cứu hộ mang đến cho họ nhiều thức ăn và len hơn Ma Tham, quấn thêm một lớp chăn len bên ngoài túi ngủ của Westhouse để chống chọi với môi trường nhiệt độ thấp. Sau khi đội cứu hộ kiểm tra sơ bộ, phát hiện vết thương của Westhouse không khả quan, anh bắt đầu có phản ứng co giật. Điều này cho thấy vết thương ở tim và não ngày càng nghiêm trọng. Watt và Ma Tham gần như dùng mọi cách để khiến Westhouse ngừng co giật nhưng đều thất bại. Watt cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là câu trả lời. Anh quyết định quay trở lại mặt đất. Với sự giúp đỡ của những người bạn trong vòng, Ma Tham tiếp tục ở lại nơi anh đang ở cùng Westhouse. Ngày 9 tháng 6 là ngày thứ hai sau khi Westhouse bị mắc kẹt trong hang. Lực lượng cứu hộ đã có mặt ở cửa hang. Một trại chỉ huy cứu hộ tạm thời được xây dựng. Nhiều chuyên gia đã đến trại. Họ nghiên cứu cấu trúc của hang Resending và thảo luận về cách giải cứu Westhouse an toàn khỏi hang. Mặc dù nhiều nhân viên cứu hộ đã đến vào thời điểm này, nhưng trong số đó chỉ có một số ít người từng khám phá một hang động khó như hang Resending. Thậm chí một sai sót nhỏ trong quá trình này như đá rơi hoặc đặt chân không đúng cách cũng có thể gây ra nhiều thương vong. Để đến được địa điểm giải cứu, mỗi chiều phải mất hơn 10 tiếng. Điều này chắc chắn càng làm tăng thêm độ khó cho cuộc giải cứu này. Mang theo những khó khăn chưa từng có, tình trạng của Westhouse bị mắc kẹt vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Thời gian thức giấc của anh ngày càng ngắn hơn, tần suất co giật ngày càng cao. Dần dần, Westhouse mất đi bản năng nuốt nước bọt, mất hơi thở, mất nhịp tim. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm lý Ma Tham gần như sụp đổ. Anh lập tức bắt tay vào làm chuyện đó với Westhouse. Sau 2 lần hồi sức tim phổi, Westhouse cuối cùng đã hồi phục nhịp tim và nhịp thở một cách kỳ diệu. Từ đó trở đi, Ma Tham không bao giờ nhắm mắt ngủ nữa. Anh sợ mất đi người bạn đồng hành của mình lần nữa. Anh tự mình đặt đầu Westhouse lên. Đầu gối luôn theo dõi tình trạng của Westhouse. Đầu tiên, Westhouse nghỉ 45 phút một lần, sau đó là 30 phút một lần, rồi cứ sau 20 phút. Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ma Tham đột nhiên nghi ngờ về suy nghĩ của chính mình. Anh nghĩ lại nhiều ví dụ giải cứu thất bại khác nhau và tự hỏi liệu việc từ bỏ Westhouse có phải là một sự giải thoát cho anh ta hay không. Những điều tốt đẹp của Westhouse sẽ xảy ra. Ma Tham không có thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi lộn xộn này. Anh chỉ biết rằng anh không thể chấp nhận người bạn thân nhất của mình chết ngay trước mắt mình. Anh ấy sẽ hối hận suốt đời. Ma Tham đã giành lại những sự sống của Westhouse từ tay tử thần tổng cộng 8 lần. Mục tiêu duy nhất của anh là sống sót cùng anh ấy. Ngày 11 tháng 6, đây là ngày thứ tư Westhouse bị mắc kẹt trong hang. Đến 5 giờ 25 phút chiều, một bác sĩ cuối cùng cũng đến được vị trí của Westhouse.
Sau khi được bác sĩ chẩn đoán, Westhauser bị mất nước trầm trọng và tổn thương não nghiêm trọng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Tình hình lúc này vô cùng nguy kịch. Westhauser phải được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, đây là một hang động và không có bệnh viện. Westhauser có thể được giải cứu hay không phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch giải cứu của đội cứu hộ. Với nỗ lực của nhiều chuyên gia, lực lượng cứu hộ cuối cùng đã tìm ra lộ trình và phương án giải cứu thiết thực. Đầu tiên, lực lượng cứu hộ đã dọn sạch tất cả đống đổ nát xung quanh. Sau đó, họ lắp đặt các dòng dọc ở những vị trí cần thiết và lắp đặt các đường dây điện thoại có thể sử dụng được dọc theo tuyến đường phòng trường hợp khẩn cấp. Họ dự định trói Westhauser vào cáng chống sốc, bọc cơ thể anh ta bằng xốp, đội mũ bảo hiểm và bảo vệ cằm cho anh ta. Sau đó dùng dòng dọc và dây thừng để từ từ kéo Westhauser theo một tuyến đường cụ thể để quay trở lại mặt đất. Vì Westhauser đang trong tình trạng hôn mê và đầu của Westhauser phải cố định, bất kỳ cú va chạm lớn nào cũng có thể khiến vết thương của Westhauser trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy làm thế nào để vác cáng ra khỏi được trong hang? Kiểm soát sự cân bằng của cáng trở thành một vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Khi lối đi bị đá chặn lại, lực lượng cứu hộ sẽ dùng chân chống vào tảng đá một bên để ấn vào hòn đá bên kia và dùng chân tạo thành băng chuyền đưa cáng ra ngoài một cách thuận lợi. Hoàn thành một động tác như vậy cũng là một thử thách thể chất nặng nề đối với mỗi người cứu hộ. Vì vậy, những người cứu hộ bố trí tổng cộng 5 điểm nghỉ ngơi và đặt đủ thức ăn, nước uống tại các điểm. Ngày 16 tháng 6, ngày thứ 7 mắc kẹt trong hang, Westhauser và lực lượng cứu hộ đã đến điểm nghỉ số 5. Tại đây họ cách mặt đất khoảng 900 mét, nhưng đúng lúc này, một tin xấu ập đến. Dự báo thời tiết cho thấy trong vài ngày tới sẽ có điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong hang có mưa lớn, nước mưa tràn vào hang, khiến đá trong hang trơn trượt hơn, công tác cứu hộ gặp khó khăn. Đến ngày thứ 9 mắc kẹt trong hang, trên trời xuất hiện sấm sét, thời tiết còn tệ hơn tưởng tượng. Ngày hôm đó xảy ra tai nạn. Một nhân viên cứu hộ người Ý bị sét đánh khiến anh ta bị điếc tại chỗ và không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. May mắn thay, sau 3 giờ, thính giác của người cứu hộ dần dần hồi phục và anh ta không sao. Ngày 19 tháng 6 là rạng sáng ngày thứ 12 Westhauser bị mắc kẹt trong hang. 11 giờ 44 phút, cáng của Westhauser từ từ được nâng lên mặt đất. Sau đó anh được trực thăng đưa đến bệnh viện đảo Mơ để điều trị. Hoạt động giải cứu này đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên khắp châu Âu. Tổng lượng vật tư sử dụng là 15.000 km dây thừng, 2.000 đầu đường mòn, 1.500 bu long, 60 dòng dọc và 400 thanh răng. Trong số đó, đội cứu hộ núi Bayen thậm chí đã giúp đỡ và sử dụng 90% vật tư, thiết bị trong hoạt động cứu hộ này. 714 nhân viên cứu hộ đến từ Đức, Áo, Ý, Thụy Sĩ, Croatia và các quốc gia khác đã tham gia cuộc giải cứu này. Trong đó có 202 người trực tiếp vào cuộc. Sau 11 ngày nỗ lực ngày đêm của tất cả những người cứu hộ, cuối cùng họ đã thành công trong việc giải cứu Westhauser khỏi hang Riesending. Theo báo cáo của chính phủ bán nhân loại, hoạt động giải cứu tiêu tốn khoảng 960.000 euro. Đây chắc chắn là một cuộc giải cứu quy mô lớn mang tính lịch sử và cực kỳ khó khăn. Sau sự việc này, để ngăn chặn nhiều tai nạn hơn, lối vào hang Riesending đã bị chặn. Muốn vào hang Riesending, bạn cần nâng cấp chức năng của mình và đáp ứng trình độ chuyên môn nhất định. Và chỉ khi có lý do chính đáng thì mới được phép vào. Sau vài tháng điều trị, Johann Westhauser đã bình phục hoàn toàn. Năm 2016, anh ta lại bắt đầu khám phá các hang động khác nhau. Có thể được đứng lại trong hang động này là một điều thần kỳ. Làm những gì mình yêu thích, đó là một điều rất hạnh phúc đối với một người như anh.